Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Tiêu điểm nóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, phát sóng vào khung giờ quen thuộc lúc 18 giờ 40 phút mỗi ngày. Kính thưa quý vị, ngồi là một hành động rất quen thuộc trong cuộc sống và ai trong chúng ta đều nghĩ rằng đây là một hành động đơn giản mà không chú ý đến việc ngồi như thế nào mới là đúng cách, mới không ảnh hưởng đến sức khỏe. Việc ngồi sai tư thế sẽ gây khó chịu, đau đớn trong thời gian dài và thậm chí còn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, gây tổn hại cho cả xương, các cơ khớp. Để có thể hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm của vấn đề này, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự của chuyên mục Tiêu điểm nóng ngày hôm nay. Ngồi, một hành động rất quen thuộc với mỗi người. Thế nhưng để ngồi thế nào là đúng cách, tốt cho sức khỏe thì không phải ai cũng biết. Nhiều người hiện nay có những thói quen rất sai lầm như ngồi vắt chéo chân, ngồi khom lưng hay ngồi đè lên chân. Dù tưởng chừng vô hại, nhưng các tư thế ngồi như thế này thực sự rất nguy hại, dễ gây ra nhiều tác động xấu đến cột sống cũng như hệ xương của cơ thể. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 80% người dân từng bị ít nhất một lần đau lưng và đa số đều liên quan đến nghề nghiệp hay thói quen sinh hoạt hàng ngày, chẳng hạn như cong lưng khi ngồi, nằm sấp xuống bàn hoặc ngồi quá lâu trong ngày. Ngồi lâu quá hoặc là ngồi xong là xoay người đột ngột là cũng bị những cái trường hợp này. Nó đau rức làm cho mình có thể là mất hàng mấy ngày không làm ăn gì được, hoặc là không đi đứng thì không được đảm bảo, không được thoải mái chẳng hạn thế. Ngồi sai tư thế thực sự rất nguy hiểm vì ngoài các yếu tố tác động làm ảnh hưởng đến cột sống cơ thể như quá trình thoái hóa, thường xuyên mang vác nặng hay gặp chấn thương, thì vấn đề ngồi sai tư thế lâu ngày cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến mắc các bệnh liên quan đến cột sống và xương hông. Đồng thời, việc ngồi với những tư thế sai khiến xương khớp bị tì đè sẽ làm gia tăng các nguy cơ mắc các bệnh về dây chằng, làm khớp gối chịu lực nặng trong thời gian dài, khiến khớp mất đi sự nhanh nhẹn, dẫn đến thoái hóa khớp và những biến chứng nặng nề khác. Khám chữa bệnh hàng ngày thì chúng tôi gặp rất là nhiều những cái người mà trẻ tuổi đến khám là vì đau cổ gáy, đau lưng. Thì tức là cái quan niệm nó do là bây giờ là mình làm việc văn phòng nhiều hơn và mình cứ lặp đi lặp lại cái tư thế ngồi sai như vậy thì nó sẽ dẫn đến đau những cái vùng cổ gáy hay là đau lưng. Rồi nếu chúng ta cứ duy trì những cái tư thế xấu như vậy thì thay vì ví dụ như khoảng 60-70 tuổi thì người ta mới bị thoái hóa cột sống hay là thoái hóa đĩa đệm đi, thì cái lứa tuổi mà làm việc văn phòng mà không giữ đúng tư thế vậy thì nó sẽ làm cho mình bị thoái hóa cột sống, thoái hóa đĩa đệm sớm hơn. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa một tư thế xấu với các vấn đề liên quan đến vẹo cột sống, đau lưng hoặc thậm chí đau nhức thần kinh. Việc duy trì một dáng ngồi không chuẩn có thể khiến hao mòn các khớp và dây chằng, tăng khả năng bị chấn thương đột ngột, thậm chí làm cho các cơ quan nội tạng như dạ dày, phổi hoạt động kém hiệu quả. Điều đáng lo ngại rằng, hiện nay, thoái hóa đĩa đệm, cột sống càng ngày càng xuất hiện nhiều lứa tuổi trẻ hơn, đặc biệt là đối với dân văn phòng. Mặc dù không phải làm những công việc nặng nhọc, nhưng người làm việc trong văn phòng thường ngồi lâu liên tục, trung bình từ 6 đến 8 tiếng một ngày, hay ngồi không đúng tư thế, dẫn tới áp lực lên đĩa đệm gấp 5 lần trọng lượng cơ thể, tương đương việc cơ thể phải khiêng vật nặng 275kg liên tục. Để cho cái áp lực mà nó thấp là chúng ta phải ngồi thẳng lưng, thẳng chân. Do đó cái tư thế ngồi đúng là phải là ngồi thẳng lưng, mông và chân đều phải thẳng hết. Bởi vì sao? Có nhiều người là họ sẽ có thói quen là họ ngồi họ gập cái chân về phía sau của cái ghế, thì lúc đó cái áp lực lên cái xương khớp của mình nó sẽ nhiều hơn. Chúng ta cũng không nên ngồi quá lâu trong một thời gian dài. Mà khi mà mình ngồi thì mình nên là ví dụ như các bạn ngồi khoảng chừng một tiếng là các bạn phải đứng lên vươn vai. Tại vì khi nó đang là áp lực này mà mình đứng lên cái áp lực nó giảm xuống liền, thì lúc đó nó sẽ giúp kéo giống như là đĩa đệm nó không có mạch máu nuôi dưỡng, cho nên chất dinh dưỡng nó đi vào là do nó theo cái cơ chế là thẩm thấu. Cho nên khi mình chuyển từ tư thế này qua tư thế đứng thì là máu bên ngoài nó sẽ thẩm thấu vào trong cái đĩa đệm và nó giúp nuôi dưỡng đĩa đệm. Theo các bác sĩ, chúng ta không nên đứng hoặc ngồi quá lâu trong một thời gian dài. Đối với những công việc yêu cầu phải ngồi nhiều, thời gian lâu trong ngày, thì mọi người nên có những thời gian nhất định để vận động nhẹ từ 5 đến 10 phút. Có thể tập những bài tập thể dục nhẹ nhàng để giúp cơ thể thư giãn, các khớp xương được linh hoạt hơn, cho máu huyết lưu thông, tránh cảm giác tê mỏi. Đồng thời, mọi người nên duy trì thói quen ngồi đúng tư thế, cần tập luyện tư thế ngồi đúng cách như ngồi thẳng lưng, hai bàn chân tiếp xúc hoàn toàn với mặt đất, mắt hướng về phía trước, đầu gối giữ vuông góc, đầu cổ giữ thẳng trục với lưng.
nên lựa chọn một chiếc ghế phù hợp với chiều cao vừa phải, giữ cơ thể một khoảng cách nhất định với thiết bị, tránh tình trạng ngoài người về phía trước. Đặc biệt, để duy trì một cơ thể lành mạnh, mọi người nên kiểm tra các vấn đề xương khớp, cột sống đều đặn, định kỳ khoảng từ 6 đến 8 tháng một lần. Thưa quý vị, bất kỳ một tư thế đứng hay ngồi nào đều đặt áp lực lên các cơ khớp đối với cơ thể. Việc duy trì một tư thế ngồi đúng cách sẽ làm giảm áp lực, giúp cho cột sống được thẳng và giảm thiểu các nguy hiểm có thể xảy ra trong tương lai. Ngược lại, nếu giữ một tư thế ngồi không tốt lâu ngày sẽ sinh ra cảm giác căng thẳng, đau nhức, dễ khiến cho cột sống hoạt động hạn chế. Lâu dần, nếu không kịp thời chỉnh sửa tư thế sẽ dẫn đến lên cột sống, từ đó mắc bệnh thoái hóa cột sống thực sự. Vì vậy, chúng ta cần nên thay đổi thói quen không tốt này nhằm duy trì được một cơ thể khỏe mạnh nhất. Đến đây thì chuyên mục Tiêu điểm nóng xin phép được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình vào 11h45 phút ngày hôm sau và trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục kỳ sau.